Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Koizuki Việt Nam ra mắt 3 sản phẩm mới tại Việt Nam Motorcycle Show 2017. Koizuki Ninja H2 Carbon. Koizuki Ninja H2 Carbon là phiên bản đặc biệt của mẫu xe Ninja H2 được Kawa ra mắt tại thị trường trong nước hồi tháng 5 2015. Đồng thời là phiên bản giới hạn chỉ có 120 chiếc được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới. Trong đó chỉ có 2 chiếc được bán ra ở thị trường Việt Nam. Không có nhiều nâng cấp về sức mạnh động cơ, mẫu Kawa Ninja H2 Carbon có một số cải tiến như bộ quay gió ở phía trước được ốp carbon fiber cho cái nhìn tinh tế hơn và được trang bị giảm xóc sau nâng cấp thiết cập phục Hoyland TDS 56, hệ thống ống xả mới với chất liệu tốt hơn đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Với giá bán của Ninja H2 Carbon vẫn chưa được công bố, nhưng theo một số nguồn tin chúng tôi nhận được thì mẫu xe này có mức giá dưới 1,5 tỷ đồng tại thị trường trong nước. Koizuki Ninja Z10AA 2007 được xem là phiên bản hiệu năng cao của chiếc Ninja Z10A. Koizuki ZX10AA 2007 được hãng xe mô tô Nhật Bản ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Intermot diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Với tên gọi thêm có chữ A ở phía sau, mẫu ZX10AA được tạo ra theo yêu cầu của một số người hâm mộ trên toàn thế giới. Muốn có một chiếc xe giống như phiên bản được giải vô địch trong cuộc đua WSBK. So với phần nguyên bản, mẫu xe này được trang bị thêm hàng loạt phụ tùng cao cấp và đem đến hiệu năng sử dụng cao hơn và còn giúp chiếc xế có trọng lượng được giảm đi khá nhiều. Bên cạnh đó, sức mạnh của ZX10AA cũng được nâng cấp đáng kể nhờ hàng loạt công nghệ hỗ trợ từ đường đua. Chỉ có 500 chiếc được sản xuất ra và bán trên toàn thế giới, trong đó thị trường Việt Nam có 5 chiếc được bán mức giá là 650 triệu. Koizuki Verzi X300 2007 là mẫu xe Aventer cỡ nhỏ được Koizuki sở hữu cái vẻ ngoài gọn gàng với cái đường nét đầy góc cạnh đặc trưng của mẫu xe Verzi. Vị trí được thiết kế tư thế ngồi thẳng lưng, kèm theo đó là tay lái rộng và cao, kính chắn gió lớn giúp người lái thoải mái trên những hành trình dài. Còn về sức mạnh, mẫu xe này đến từ khối động cơ tương tự như Ninja 300 hoặc Z300, động cơ hai xăng với dung tích 296 phân khối, làm mát mộng dịch, sinh ra công suất đó là lên tới 39 mã lực tại 11.000 phút, mô men xoắn cực đại 27 Nm tại vòng tua là 10.000 một phút và được trang bị hộp số siêu cấp kèm ly hộp chống khóa bánh khi dồn siêu cấp Lupper Slot. Tại thị trường Việt Nam, Koizuki Verzi X300 2007 sẽ có hai phiên bản, bao gồm phiên bản thường màu xám ở châu Âu sẽ có mức giá bán 150 triệu đồng và cộng thêm 30 triệu đồng nếu khách hàng có nhu cầu trang bị thêm có phụ kiện đi kèm như bộ kit hạ phục, thùng đèn v.v. Bên cạnh đó có phiên bản màu xanh lá dành riêng cho thị trường Hàn Quốc sẽ có mức giá bán 170 triệu đồng đã bao gồm những phụ kiện đi kèm theo như thùng, đèn, bộ kit hạ phục sau với chiều cao yên xe chỉ ở mức 815 mm. Bên cạnh có 3 mẫu xe mới đến với cuộc triển lãm xe máy năm nay thì có thêm 3 mẫu Nikobai đình đám nhất của họ là Koizuki ZX10A 2007, Z900 và mẫu Z300 2007. Với vẻ ngoài đầy mạnh mẽ hầm hố với ngôn ngữ thiết kế Tsukumi rất đặc trưng, bộ 3 Nikobai trong gia đình Z-Series đã làm cho không gian trưng bày của Kawa tại triển lãm Việt Nam Motorcycle Show 2007 thêm phần hấp dẫn và thu hút người xem. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những chi tiết mới về mẫu xe vừa ra mắt của Kawasaki Việt Nam tại triển lãm này trong một vài clip sau. Anh em chú ý đón xem nha. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại chi tiết, nhớ like hoặc share và subscribe.